Ngày xử ngày xưa, người ta chưa biết đến cho vay lấy lãi, cũng chưa có ngân hàng. Năm đó, Thạch Sùng biết trước sẽ có lũ lớn. Vốn là một cá nhân chỉ quan tâm đến lợi ích kinh tế của bản thân, Thạch Sùng tích trữ của cải, lương thực, định bụng mang ra bán kiếm lời khi thiên tai đến. Quả nhiên, nước từ đâu xối xả đổ từ trên trời xuống, đói kém diễn ra khắp nơi. Hắn không từ bỏ cơ hội đem hàng trong kho ra bán với mức giá cắt cổ. Thấy cảnh hàng trăm con người ngửa cổ lên trời than khóc vì thiếu tiền mua hàng, một ý nghĩ chợt lóe sáng. Tại sao ta không kinh doanh tiền? Chẳng phải bây giờ tiền đang là thứ có nhu cầu cao hay sao? Nói là làm, hắn mang tiền ra cho người ta xài, nhưng với một điều kiện. Nếu họ xài của hắn 1 đồng, thì khi nước rút, họ sẽ phải trả lại 2 đồng. Đấy là cái giá phải trả cho việc họ được quyền sở hữu và sử dụng tiền của hắn trong một thời gian. Nước lũ cuối cùng cũng rút, nhưng hắn không từ bỏ việc kinh doanh tiền. Hắn lập luận rằng, 1 đồng của hắn, nếu đem đi kinh doanh, thì sau 1 tháng sẽ sinh ra 1,2 đồng, rồi sau 1 tháng sẽ thành 1,8 đồng, sau 1 năm thế nào cũng lên đến cả chục đồng. Thế nên, ai mà cứ mượn tiền của hắn càng lâu, thì hắn bắt trả lãi càng cao. Ai mà chất vấn hắn, hắn đáp lại rằng, càng mượn lâu thì tôi càng phải chịu rủi ro vì anh chị không thanh toán. Thôi thì, để hạn chế rủi ro, anh chị vui lòng trả thêm tiền lãi. Tiền lãi đây là món tiền anh chị bảo đảm cho tôi. Dân chúng quanh vùng đều chịu những lý lẽ của Thạch Sùng. Trả lại, hắn đang cung cấp một thứ dịch vụ cần thiết. Nhiều người cần vay những món tiền lớn từ Thạch Sùng để làm ăn to. Nhiều người thì cần tiền để chi tiêu lúc giáp hạt. Lâu dần, họ quên đi nghề cũ của hắn và đặt cho Thạch Sùng một cái biệt hiệu riêng. Người cho vay. Còn Thạch Sùng vẫn luôn tìm cách thu lãi nhiều hơn từ việc buôn tiền. Một ngày kia, khi quan sát thương lái mua bán gạo, hắn nảy sinh ra một ý nghĩ. Kinh doanh tiền chẳng phải cũng giống như kinh doanh gạo hay sao? Cũng có thể mua rẻ rồi bán lại với giá đắt để kiếm lời. Như vậy, mình cũng mua tiền, tức là mượn tiền, rồi cho vay lại. Nói là làm, hắn đi thuyết phục các phú ông khác cho mình mượn tiền và bảo đảm trả cả gốc lẫn lãi. Các phú ông tin rằng hắn giàu, có thể sẽ trả được thật và cũng muốn kiếm thêm chút đỉnh nên liền cho hắn vay. Rồi hắn đem tiền đó cho dân làng mượn lại. Hắn mượn tiền với lãi suất thấp, nhưng cho vay lại với lãi suất cao. Thế là Thạch Sùng đã làm cho tiền lưu thông. Tiền không còn nằm trong két sắt hay được chôn trong hũ sành dưới lòng đất nữa, mà tiền được giao dịch, vay mượn qua lại. Thạch Sùng vẫn tiếp tục sáng tạo. Kể từ bây giờ, khi ai đến vay tiền, hắn chỉ cần viết một cái giấy ghi rằng đây là tờ giấy đảm bảo cho vay 10 đồng. Ai có nó thì có thể rút 10 đồng từ chỗ tôi. Phần giấy thì đỡ bị ăn trộm hơn là tiền vàng. Ý định thâm sâu của hắn là hắn muốn dành 10 đồng đó lại cho người khác vay. Thế là mỗi đồng tiền hắn có thể cho nhiều người vay cùng lúc. Và dĩ nhiên, nếu cho 2 người vay cùng 1 đồng thì hắn sẽ lãi gấp đôi với cùng số vốn đó. Như thế, Thạch Sùng đã tạo ra tín dụng. Tuy nhiên, hắn cũng phải giữ một số tiền mặt nhất định trong nhà, đề phòng khi có ai cần lấy tiền mặt. Số tiền này gọi là tiền dự trữ. Và hơn nữa, bây giờ, niềm tin của người gửi tiền vào Thạch Sùng rất quan trọng. Khi người ta hết tin hắn, thì người ta sẽ đến rút tiền hàng loạt, và hắn sẽ không thể đào đâu ra tiền để trả. Dần dần, rất nhiều người bắt chước hắn, cũng kinh doanh tiền. Khi quy mô của thị trường tiền tệ tăng lên, nhiều người tham gia hơn, thì do cạnh tranh, họ buộc phải giảm chi phí giao dịch, tăng hiệu quả đầu tư, nên lãi suất cũng giảm. Không còn hiện tượng cho vay nặng lãi lên đến 100% nữa. Những tổ chức kinh doanh tiền này gọi là ngân hàng, hàng tiền. ¶¶